Hello everyone, welcome back to English Shame Mom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video bài giảng miễn phí chất lượng cao đến từ English Shame Mom. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần writing ở Unit 1 các bạn nhé. Rồi, đối với phần bài tập writing này thì cô đang chữa ở trong sách bài tập bài số 1 trang số 9. Được chưa nhỉ? Make sentences using the words and phrases below to help you. Hãy tạo thành các câu sử dụng các cái từ hoặc là cụm từ đã được cho, đúng không nào? Vậy chúng ta cần chia động từ hoặc là chúng ta cần phải biến đổi động từ nữa, đúng không nào? Sao cho phù hợp, right? Rồi, bây giờ cô sẽ làm mẫu câu số 1 nhá. Tuấn, ok, find. Tuấn là chủ ngữ số ít thì find cần thêm s, đúng không nào? Find đằng sau find sẽ là verb in, các bạn nhớ thấy cái gì như thế nào, đúng không nào? Playing table tennis. Interesting, right? Ok, hơi ngắn nhá. Because, cô viết lên đây nhá. Because he play. Vậy play cũng phải thêm s, đúng không? Plays, chơi gì? Chơi nó, đúng không nào? With his best friend, right? Chơi cùng với bạn thân của anh ấy, đúng không nhở? Rồi, ở đây không có s nhá. Rồi, alright. Cô sẽ viết ra tờ giấy A4 cho chúng ta nhìn cho rõ đi. Cái để đây hơi ngắn, đúng không nào? Rồi, ok. Rồi, câu số 2, not like, thì chúng ta sẽ phải chia động từ nhá. Câu số 2 này. My brother, right? My brother, not like. Ở đây là thì hiện tại thì chúng ta sẽ phải mượn trợ động từ là doesn't like, right? Doesn't like ice skating, right? Because, bởi vì ai nghĩ rằng nhỉ? Bởi vì anh ấy nghĩ rằng, đúng không? He think, vậy think phải thêm s, đúng không nào? It dangerous là tính từ thì phải đi với động từ to be, đúng không nào? Is dangerous. Ok, được chưa nhá? Rồi, câu số 3 nhá. Why not you take jogging? Why? Ở đây là not take động từ thường, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ là don't. Why don't you take? Take, ở đây take jogging thì nó không có ý nghĩa gì cả, đúng không? Vậy chúng ta nhớ lại cái cụm mà cô đã hướng dẫn là theo đuổi một cái sở thích nào đó là take up, đúng không? Take up jogging. Why don't you take up jogging? Ít là chủ ngữ số ít, vậy have sẽ phải thêm s, đúng nhở? You keep fit hoặc là to keep fit đều được các bạn nhớ. Have somebody verb nguyên thể hoặc là to verb đều được, được chưa nhở? Rồi, ok, number 4, câu số 4 nhá. My son, con trai của tôi, đúng không nào? Tôi thì ở đây chắc hẳn là and I love water, yêu thích nước, đúng không nào? Phải. So we go, đằng sau go là động từ thêm in, ví dụ go swimming, go surfing, đi lướt web, đúng không nào? Đi lướt sóng đấy. Surfing together every summer, right? Rồi, được chưa nhá? Ok nhá. Tiếp theo câu số 5 nào. Hơi dài rồi đấy, đúng không? Câu số 5 chúng ta có you need patience to make beautiful gifts at chance, right? Vậy câu số 5 chúng ta sẽ có như sau. You need. Need thì sẽ phải là need to verb, đúng không các bạn? Ở đây đằng sau là tính từ patience thì sẽ phải đi với động từ to be, đúng không? Vậy need to be patient to make beautiful gifts and các cái món quà đẹp từ vỏ trứng, đúng không? From egg,
Shall. Alright, được không nhỉ? Rồi, ok, câu cuối cùng chúng ta cùng xem cho câu đề bài nhá. I think you take up jogging because it's suitable health condition. Vậy chúng ta sẽ viết như thế nào? Tôi nghĩ rằng bạn nên theo đuổi cái việc đi tập chạy bộ ấy bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe của bạn, đúng không? Vậy câu số 6 cô sẽ viết là I think you should. Right. Take up. I think you should take up jogging. Right? Because bởi vì it is suitable, nó thì phù hợp đúng không? Phù hợp thì chúng ta phải có suitable for your health condition. Được chưa nhỉ? Ok. Đó chính là phần writing mà cô hướng dẫn các bạn trong phần bài ngày hôm nay. Để xem thêm các bài giảng của cô về ngữ pháp, từ vựng hay là ngữ âm ở trong sách giáo khoa cũng như là sách bài tập của Bộ Giáo dục thì các bạn hãy truy cập vào link website englishjmom.com các bạn nhé. Ok, so bye for now.